Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục bao phủ các tỉnh miền Bắc, khiến nền nhiệt ở ngưỡng thấp. Dự báo đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu, tại Hà Nội chỉ ở mức 13 độ. Tuy nhiên, không vì thế mà không khí lễ Giáng sinh bị giảm đi. Chính cái rét đậm không kèm theo mưa đã tạo điều kiện lý tưởng cho người dân vui chơi đêm Giáng sinh. Ghi nhanh của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại thủ đô Hà Nội. Gần 19 giờ, những con phố được trang trí từ nhiều ngày trước đang lung linh ánh đèn. Những bản thánh ca cũng được vang lên. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi nơi. Năm nào cũng thế, vào thời gian này, các tỉnh miền Bắc sẽ lại chìm trong đợt gió mùa đông bắc với nền nhiệt giảm sâu. Song giá rét không ngăn được người dân đổ ra đường. Tôi nghĩ là thời tiết này thì rất thuận lợi cho việc đi chơi Noel. Và đây là Noel đầu tiên chúng tôi yêu nhau nên là tôi nghĩ là năm nay là một Noel rất là ý nghĩa. Noel năm nay cũng khá lạnh, thời tiết này thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi chơi Noel này. Theo nhiều người dân, không khí Giáng sinh năm nay ở Hà Nội không sôi động bằng những năm trước. Nguyên nhân là do kinh tế đang khó khăn, các khoản chi cho trang trí mừng Giáng sinh bị cắt giảm. Nhưng tất cả vẫn đang mong về một điều gì đó tốt đẹp trong năm mới. Và không chỉ có những đứa trẻ háo hức, mà những người lớn tuổi cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đường phố đã được trang hoàng trong những ngày cuối năm. Điều mà khó gặp trong những ngày trước đó. Đến cái thời điểm Noel mà thì trời rất lạnh, thì năm nay như thế là thời tiết rất là đẹp. Thế nhưng nếu như giả sử mà có một chút mưa nhỏ nữa thì thời tiết Noel còn đẹp hơn nữa. Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm. Dự báo tại Hà Nội có thể chỉ là 13 độ. Nhưng không khí đón Giáng sinh thì lại đang nóng dần lên. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe thì khăn len, găng tay là vật dụng không thể thiếu trong đêm nay. Giáng sinh giờ không còn chỉ là ngày lễ của những giáo dân mang đậm chất tôn giáo, mà còn là dịp mọi người thể hiện yêu thương, cùng hướng về những điều tốt đẹp. Và dường như tiết trời rét buốt không những không làm nguội đi sự náo nhiệt và rộn ràng, mà lại tạo nên một đêm Giáng sinh ấm áp, đầy ý nghĩa với những lời chúc an lành sẽ được trao cho nhau vào thời khắc tiếng chuông nhà thờ reo vang và cùng cầu chúc về một năm mới an lành.